Vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 12 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y dược tư nhân của huyện Phụng Hiệp đã tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Kiều Ngân, người tự xưng là ông Cốc, với biệt tài trị bá mệnh bằng cách vuốt tay vào người. Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà bà Ngân vẫn đang tiến hành trị bệnh cho khoảng 10 người. Tại đây, đoàn đã lập biên bản về các lỗi vi phạm không có chứng chỉ hành nghề, điều trị bệnh sai với quy định pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hình thức khám chữa bệnh mê tín, đồng bóng, sờ vuốt. Tuy nhiên, bà Ngân vẫn một mực khẳng định việc làm của mình là đúng và không ký vào biên bản làm việc. Anh bỏ qua cho em, bỏ nghĩ là phước cô. Em về ngưng chỉ có một ngày thôi, là anh có biết là nằm một chỗ, phải liệt hết trơn hai cái tay giòn. Mà trong khi đó là điện ấp xã huyện, cô này lên luôn mà không lên. Anh biết ra nhà thương rồi, cấm bệnh không ra bệnh, là nằm một chỗ xong tôi hứa miễn bây giờ ơn trên liền cho em xuống mái tóc này, miễn mà em đi đứng bình thường trở ra tiếp tục đi được thì em sẵn lòng giúp bà con. Mặc dù trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã liên tục giải thích phân tích việc làm sai phạm, nhưng nữ thần y tự xưng này luôn có thái độ chống đối. Trước đó, ngành chức năng đã nhiều lần làm việc với bà Ngân, nhưng nữ thần y tự xưng ông Cốc vẫn phớt lờ và ung dung hành nghề trị bệnh theo kiểu kỳ lạ của mình. Theo đó, phương pháp trị bệnh của người này là đau ở đâu thì ông Cốc thổi liên tục vào người và dùng tay vuốt mạnh vào chỗ đó là khỏi. Với cùng một cách thức vuốt như thế, bà này đã áp dụng cho tất cả các bệnh nhân trong suốt 4 tháng qua. Đáng nói, nhiều người vẫn tin đây là một phương pháp trị bệnh hiệu quả. Bác sĩ ra là tiếng nó đang nghĩ như là kênh nó không có nghe đi con. Không hết, hai chân nó co quắp như vậy nè. Đông đi điều trị hết rồi. Tôi đến đây nè, nhờ ông Cốc trị bệnh. Mà mới có mồi nè, thấy cơ thể cho nó đẹp ra. À thì cũng mà bóc huyệt nè, rồi vuốt nè. Vuốt tay tôi nè, nè tôi là bị ngay chân nên là tay cứng ngắc là không có làm gì được hết trơn á. Bác sĩ nói là chỗ này nó bị chèn hết dây thần kinh nè, là không có ấy, là phải mổ. Rồi tôi bị tiểu đường, tôi sợ tôi không phải mổ, tôi cũng không dám mổ. Rồi tôi nghe đồn ở đây vậy, tôi lại tôi chị là trong vòng 10 ngày là hết tê hết chỉ trơn rồi nè. Hôm nay thì qua kiểm tra thì chúng ta nhận thấy là cái nơi chữa bệnh này vẫn còn tụ tập vài người khám chữa bệnh, là nó chưa đúng theo cái chấp hành của ủy ban trước đây. Trước mắt là nếu còn tái diễn, chúng tôi sẽ căn cứ vào những quy định của pháp luật sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể. Nếu vi phạm lĩnh vực chữa bệnh thì sẽ xử trên lĩnh vực chữa bệnh, còn nếu vi phạm về lĩnh vực văn hóa mê tín dị đoan thì chúng tôi cũng sẽ xử phạt trên cái lĩnh vực đó, và cố gắng là vận động nhân dân là không nên đến khám chữa bệnh nữa là tốt nhất. Từ tháng 8 đến nay, khoa điều trị rắn cắn thuộc trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận khám và điều trị cho gần 300 bệnh nhân, đặc biệt có những ngày cao điểm tiếp nhận trên 10 bệnh nhân bị rắn độc cắn. Đi thăm cháu nội về, trên đường về cái bước vô gần tới nhà rồi, thì rắn cắn rồi cái mới cái kêu con mới đi chở vô lên bệnh viện. Đi cắt cỏ rồi mới thò dò chút chưa cắt cỏ thì cắn liền, rồi xong rồi vô nói người nhà đưa qua đây liền, rồi qua đây trị, xong nay nó xịp nên nó khỏe rồi. Hàng năm thì tiếp nhận cái số lượng nạn nhân bị rắn độc cắn thì chủ yếu là gặp cái loại rắn hổ mang đất và cái rắn lục đầu rồ đuôi đỏ. Đấy là hai cái loại rắn mà hay gặp nhất ở khu vực miền Tây mình. Điểm cốt yếu trong việc điều trị rắn cắn là phải xác định được loại rắn nào đã cắn để kịp thời điều trị bằng kháng huyết thanh. Đối với các loại rắn như hổ mang chúa, hổ mèo, hổ mang đất, khi nọc độc của những loài này tiếp xúc với cơ thể con người sẽ gây ra nhiễm độc ảnh hưởng tới hệ thần kinh, xuất hiện nhiều triệu chứng như nôn ói, chóng mặt, mất kiểm soát. Còn đối với loài rắn lục, nọc độc sẽ tập trung tấn công vào máu, gây nhiễm trùng và hoại tử. Ở đây thì cũng khuyến cáo bà con ấy, mà khi đi làm ấy, mà thứ nhất ấy, là nếu mà có vào cái nơi mà mình cảm thấy cái khu đó nó không an toàn mà nó có rắn ấy, thì nên có những cái bảo hộ trong quá trình đi làm. Hai nữa là khi đi làm ở đấy thì mình nên là dùng gậy hoặc gọc ấy, mình xua đuổi, mình tạo những tiếng động để nếu có rắn thì cho nó chạy đi sau rồi mình vào. Cái thứ hai là nếu như không may mà bị rắn cắn ấy, thì nên là mình sơ cứu, sau bây giờ thì đến ngay các cái cơ sở y tế để mình điều trị, để hạn chế những cái rủi ro ảnh hưởng đến cái tính mạng của nạn nhân. Để phòng tránh rắn độc, người dân cần đề cao cảnh giác, áp dụng các biện pháp xua đuổi rắn như trồng các loại cây như sả, hoa lan tỏi, cây nén hoặc nuôi chó mèo. Hiện nay hầu hết các cơ sở y tế, bệnh viện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có khả năng điều trị rắn độc cắn. Do vậy, nếu lỡ bị rắn cắn, người dân cần chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.
Điểm phục vụ mỗi tháng 4 ngày, gồm 2 ngày giữa tháng và 2 ngày cuối tháng âm lịch. Mỗi người nghèo đến đây đều được phục vụ miễn phí một phần cơm kèm theo thức ăn và một ly cà phê đá hoặc một ly cà đá đường. Trong ngày đầu khai trương, điểm phục vụ đã tiếp đón đến hơn 200 thực khách. Cảm ơn cái tiệm cơm nấu từ thiện và rất ngon. Để có nguồn thực phẩm phục vụ, Hội Chữ Thập Đỏ xã Phú Thành A đã vận động được 22 mạnh thường quân tự nguyện đóng góp thường xuyên 200.000 đồng mỗi tháng một người. Ngoài ra, hội còn tiếp nhận gạo, đường và các loại thực phẩm khác của một số nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Mỗi tháng là phục vụ được 4 lần gì thì là quá quý. Thành ra là riêng gia đình thì cũng giúp cho là một phần nào nhỏ, phần nào để là giúp cho xã hội. Điểm phục vụ có 12 tình nguyện viên, luân phiên nấu cơm, chế biến thức ăn và pha chế nước phục vụ cho thực khách. Chiều ngày 11 tháng 10, tại Công an huyện Tháp 10, anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10 đã trao trả lại ví tiền và giấy tờ đã nhặt được cho chị Nguyễn Thị Lễ ở khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10. Trước đó, trưa cùng ngày, anh và vợ trên đường đi đến dốc cầu Tháp 10 thì nhặt được chiếc ví cầm tay màu đỏ. Nghĩ trong ví có nhiều tiền nên anh mang đến Công an huyện Tháp 10 để giao nộp. Tại đây, công an kiểm tra trong ví có số tiền mặt trên 2,5 triệu đồng, trên 6 chỉ vàng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi công an huyện Tháp 10 liên lạc với người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Lễ, anh Tuấn đã đến trao lại đầy đủ số tiền và giấy tờ. Sáng nay ngày 12 tháng 10, Công an phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Châu Phố, 23 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Phố khai nhận hàng ngày làm nghề bán bắp rong. Vào khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 10, khi đi bán bắp, quan sát thấy trong sân đình nằm trên địa bàn phường An Bình vắng người nên đã nảy sinh lòng tham. Phố lén lút vào sân đình cậy cướp chiếc xe đầu tiên nhưng không có tài sản giá trị. Đến chiếc xe thứ hai của chị Trần Thị Kim Thi thì y lấy được một chiếc túi xách, bên trong có số tiền trên 6 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay khi vừa trộm xong, Phố đã bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ cùng với tài vật. Trước đó, Phố cũng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm với thủ đoạn tương tự tại sân đình này. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 10, anh Bùi Văn Ít, 26 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, là nhân viên của một công ty điện máy đang tiến hành lắp anten truyền hình cho nhà của ông Lê Văn Tê, 74 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong khi anh Ít đưa anten dựng lên gần đường dây điện hạ thế thì bất ngờ bị tia điện phóng ra kèm tiếng nổ lớn khi anh này rơi từ ban công nhà ông Tê xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị cháy xém trên đầu, mặt và ngực, tình trạng sức khỏe đang khá nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại địa phương cũng đã có mặt điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2018, người hàng xóm phát hiện ông Lê Văn Siên, 64 tuổi, nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc motor bơm nước. Người này nhanh chóng chạy vào báo gia đình ông Siên và ngắt điện máy bơm. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Người nhà nạn nhân cho biết ông Siên ra vườn bơm nước cho vườn trái cây đang bị ngập thì gặp nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân là do motor bị rò rỉ điện gây điện giật. Vụ tai nạn một lần nữa nhắc nhở người dân cần thận trọng khi sử dụng các thiết bị điện, nhất là thời điểm triều cường dâng cao như hiện nay. Khi sử dụng motor để bơm nước cần chú ý đảm bảo an toàn về điện. Và tiếp theo chương trình là thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Tiền Giang vào tối ngày hôm qua, ngày 11 tháng 10. Theo đó, khi đang điều khiển xe máy thì một nam thanh niên đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải chạy cùng chiều. Hậu quả khiến cho thanh niên này nhập viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Sau đây là ghi nhận của phóng viên ngay tại hiện trường. Vào tối ngày 11 tháng 10, xe máy mang biển kiểm soát 63B3-62080 do một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đang đi qua địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tông vào phần đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-43200 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vì cú tông từ phía sau nên tài xế xe tải không hay biết vừa xảy ra tai nạn và tiếp tục điều khiển xe lưu thông trên đường. Sau khi được người dân thông báo, người này mới dừng xe để chờ cơ quan chức năng đến điều tra giải quyết. Thì vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, cách đây chưa lâu chúng tôi đã phản ánh về một phụ nữ ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Suốt thời gian qua luôn tự xưng là thần y với tên hiệu là ông Cóc, được đồn thổi là có khả năng chữa bá bệnh chỉ với biệt tài vuốt tay lên người. Thật khó tin khi chẳng cần sử dụng loại thuốc nào mà mọi bệnh đều tan biến.
Và tất nhiên là với phương pháp chữa bệnh thần kỳ như vậy mà danh tiếng ong cốc ngày càng vang xa khắp các tỉnh ở miền Tây. Sau khi phóng sự của chúng tôi lên sóng, mặc dù nhiều lần bị ngành chức năng mời lên làm việc, nhưng người phụ nữ tự xưng là ong cốc vẫn ung dung hành nghề trị bệnh trái phép. Với sự ngoan cố đó thì vào sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Phụng Hiệp xuống làm việc trực tiếp tại cơ sở. Thưa bà con, dẫu biết rằng có bệnh thì vái tứ phương, thế nhưng chữa bệnh cũng cần có khoa học, không nên chỉ tin vào những lời đồn thổi để rồi rước họa vào thân mà không được pháp luật bảo vệ. Đối với trường hợp của nữ thần y tự xưng nói trên, thì bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì bà con cũng nên tỉnh táo, đừng đánh đổi sức khỏe và tính mạng của mình bằng hình thức trị bệnh lạ đời như thế này quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của chương trình Tiêu điểm nóng 0971225053. Còn bây giờ xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.